núi Trường Bạch. Phong thủy hữu tình ẩn chứa một bí mật lớn lao. Chân đỉnh thiên cung nằm ở nơi này. Nghe nói phía sau cửa thanh đồng nằm sâu trong chân đỉnh thiên cung có chung cực của dạng vật, mà trong chung cực có tất cả mọi đáp án. Từ xưa đến nay, vô số kẻ đạo mộ có ý đồ xông vào cửa thanh đồng là người của Trương gia hết lòng bảo vệ, khiến không kẻ nào dám vào cửa thanh đồng. Tộc trưởng Khoa Khác Đời của gia tộc bảo vệ lăng mộ, mang trên mình giáp quyền thiết, tay cầm hắc kim bảo đao, còn có chung một cái tên, Trương Khởi Linh. 10 năm trước, Trương Khởi Linh đời cuối bước vào cửa thanh đồng, hoàn thành sứ mệnh của người hộ lăng. Anh ta nói với Ngô Tà: 10 năm sau, nếu cậu còn nhớ đến tôi, hãy đến tìm tôi. 10 năm sau, Ngô Tà, lão cửu môn đương gia. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chương Bàn Tử bắt phái Ngô Kim hiệu ý. Trương Khởi Linh. Ngô Tà. Mùn Chu Bình. Chúng ta về nhà rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Trương gia trấn thủ cửa thanh đồng đã 3000 năm rồi. 10 năm cuối cùng mà hết, thì sẽ có linh hồn hộ lăng trong truyền thuyết tới để thay thế tôi. Tôi phải tìm ra cách đánh thức linh hồn hộ lăng. Nếu không, cửa thanh đồng không ai trấn thủ, hiện giờ nó kết thúc, e rằng vẫn còn sớm. Linh hồn hộ lăng là cái quái gì vậy? Linh hồn hộ lăng là người bảo vệ cuối cùng của cửa thanh đồng. Chúng ta cùng đi tìm. Hứa cho tôi, đừng mạo hiểm một mình nữa. Sợ cửa không chắc chắn thì là một cái cửa chống trộm cứng cáp vào. Hố của cửa thanh đồng còn chưa lấp, hiện giờ lại bôi ra linh hồn hộ lăng. Có cần nhắc tới cảm nhận của độc giả không? Tên này là ai? Đàn ông tốt chính là tôi. Tôi chính là... Đừng phí lời, tóm lấy hắn. Đầu của hắn sáng quá. Đây là hào quang nhân vật chính. Có nó, cốt truyện chính bạn làm. Đàn bạc châu báu bạn lấy, đàn không bắt được bạn. Cho dù trời long đất lỡ đầu tóc cũng không loạn. Mụn Chu Bình, khốn kiếp còn bị ma nhập vào. Còn đạo mộ thiết tam giác nữa, từ sáng tới tối ở trong mộ bị yêu quái sượt, chật chật không giống như vật chính chút nào. Đợi lại các người. Đạo mộ bút ký tiến triển chậm, đạo hố không lấp. Có biết các fan đau khổ lắm không? Tại sao tôi nghe không hiểu cậu ta nói gì, nhưng cứ cảm thấy cậu ta nói có lý quá. Ấy nấy quá. Đây chính là màn phát biểu của nhân vật chính. Nhân vật chính nói gì, người khác đều sẽ tin. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là nam chính của đạo mộ bút ký. Cho nên ở trong mơ, cậu trở thành nhân vật chính của đạo mộ bút ký. Nếu không phải ánh trăng của bạn, trái tim của tôi bị chuyển thành kịch truyện thanh đêm khuya đạo mộ bút ký, tôi còn lòng muốn xem cuốn tiểu thuyết sách này. Thầy Tăng, chuyện của cậu với Nhất Phi thế nào rồi? Tôi hả? Tôi vẫn muốn tìm cơ hội bàn với cô ấy về chuyện giữa tôi và Nặc Lan, nhưng cô ấy vẫn luôn tránh tôi vốn không có cơ hội. Rõ ràng là cậu trốn Nhất Phi. Đùa gì vậy? Chị Nhất Phi. Nhìn nhầm rồi, hình như là không khí. Thầy Tăng,
Em cảm thấy anh thiếu một thứ. Hào quang nhân vật chính. Tôi mà có hào quang nhân vật chính, tôi ngay tức khắc, tôi có thể xử đẹp Hồ Nhất Phi trong tức khắc. Nhất Phi, chị Nhất Phi, Nhất Phi, mấy người lại trêu tôi. Mấy người tưởng tôi sợ Hồ Nhất Phi à? Có phải coi tôi là đồ ngốc không? Mọi người đang nói gì vậy? Nhất Phi, cậu có cảm thấy thực ra chúng ta là diễn viên quần chúng không? Tôi có khí chất mạnh thế này, đương nhiên là nữ chính rồi. Nhưng nhân vật chính thì đã sao? Cũng không phải nhân vật chính nào cũng có kết cục tốt đẹp. Nữ chính gặp phải đàn ông xấu, sau đó kết thúc tệ hại có nhiều lắm. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mà là người bình thường thì tốt biết mấy. Nhất Phi, tôi ăn no rồi, tôi còn có việc phải đi trước. Các bạn nghe đài thân mến, bắt đầu từ ngày mai, ánh trăng của bạn, trái tim của tôi sẽ ngừng phát sóng. Phát sóng thay thế là kịch truyền thanh bom tấn Đạo Mộ Bút Ký. Hôm nay chính là kỳ cuối cùng của tiết mục. Nếu như có chuyện muốn nói với tôi, hoan nghênh gọi điện đến. Tốt quá, xem ra quần chúng vẫn còn tình cảm với tôi. 37 cuộc gọi tới, 36 cuộc khiếu nại. Tại sao ngày mai mới phát Đạo Mộ Bút Ký? Họ hét dữ dội lắm. Nói với họ, không phải dội. Lát nữa tôi sẽ trực tiếp mở một đại hội ném đá nhân vật chính đạo mộ ngay trong tiết mục. Thầy Tăng, chúng tôi là trưởng lão ba túi trong hiệp hội fan đạo mộ, tuyệt đối không cho phép anh làm bừa. Còn trưởng lão, các cô là tà giáo đúng không? Tên béo chết bầm này chính là giáo chủ. Đây là tác giả của Đạo Mộ Bút Ký, Nam Phái Tam Thúc. Xem mấy nhân vật chính ông ta chết đi. Mấy tên trộm mộ không làm nên trò trống gì, cả ngày chỉ biết đi cứu bạn tình, không thấy lạc đề sao? Tôi thấy anh ta đang ghen tị với Ngô Tà. Tôi ghen tị với Ngô Tà, không sai. Ngô Tà ngày nào cũng ăn chơi nhảy múa, cuối cùng anh ta lại trở thành ông chủ lớn. Còn tôi, ngày nào cũng bị bạn cùng phòng kẻ lạnh, bị cấp trên dè biểu, cuối cùng còn phải chịu đựng hai đứa chở hơi các cô. Thầy Tăng, tôi mà có hào quang nhân vật chính, tôi nhất định sẽ làm tốt hơn họ. Nếu mọi người đã nhiệt tình như vậy, thì hiện giờ anh Tăng sẽ phát sóng độc quyền tiết mục cho anh Tăng dẫn chương trình phần mới nhất của Đạo Mộ Bút Ký. Tăng Tiểu Hiền, anh làm cái trò mèo gì vậy? Hồ Nhất Phi, em cũng đang nghe đài à? Anh không định đến lễ trao giải à? Lễ trao giải gì? Chúng ta nhận được thư mời rồi. Tương Chỉ đang ở trước cửa thang máy đợi anh. Anh còn không xuất hiện thì đừng bao giờ xuất hiện nữa. Thang máy sắp khởi động, xin hãy kéo chắc tay vịn. Đùa nhau à? Chuyện nhỏ, tôi đã thích ứng rồi. Thầy Tăng, sao chờ cậu mới tới? Mà báo cảnh sát, đây là mưu sát. Nhất Phi, anh đón được thầy Tăng rồi, lập tức đưa cậu ta qua. Cậu mặc thế này để tham gia lễ trao giải à? Suốt cuộc là lễ trao giải gì? Đừng nói nhiều, muộn nữa là không kịp đâu. Đi thôi. Ladies and gentlemen, welcome to the Hero Aura Upgrade Ceremony. Hoan nghênh đến với lễ trao giải hào quang nhân vật chính thăng cấp. Hào quang nhân vật chính? Có thật hả? Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Tăng Tiểu Hiền, sao anh lại đến muộn nữa rồi? Giấc mơ này cũng không tệ. Nhìn gì mà nhìn, người đến đủ rồi, mau chào thôi. Đi thôi, mau đi nào. Xin mời nhóm đặt giải. Nhóm thiết tam giác đến từ thế giới Đạo Mộ Bút Ký. Nhìn Ngô Tà kìa, thần tượng của tôi đó. Ngô Tà, Bàn Tử, Trương Khởi Linh.
Tiểu ca ca đẹp trai quá. Nhiều năm mạo hiểm gian khổ đã tiêu tốn hết năng lượng hào quang nhân vật chính của họ. Hôm nay sự mạo hiểm sẽ được tái khởi động. Nhóm ba người đạo mộ dũng cảm sẽ được phá hào quang nhân vật chính 2.0 Plus hoàn toàn mới. Hào quang nhân vật chính đời mới nâng cấp toàn diện, bộ xử lý mạnh hơn, đinh lâu hơn. 10 công năng chính mở ra cho bạn hành trình mạo hiểm đặc sắc. Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống. Hào quang nhân vật chính 2.0 Plus bạn xứng đáng có được. Bê trị, đẳng cấp nhân vật chính của mọi người thấp quá, không được vào trong. Nhân vật chính còn phân đẳng cấp. Đương nhiên, người ta lên núi đao xuống biển lửa. Mấy anh chị ở chung cư ăn uống. Anh hùng với kẻ thất bại, đẳng cấp giống nhau được à? Ai là kẻ thất bại? Theo quy định, tất cả thành viên trong nhóm đẳng cấp phải trên D thì mới được vào trong. Có điều anh là D trừ, cho nên xin lỗi, mọi người không được vào. Anh à, anh xem chúng tôi bao nhiêu người như vậy đến một chuyến cũng không dễ dàng gì, để chúng tôi vào xem đi được không? Thấy mọi người cũng khá đáng thương. Được thôi, tặng mọi người cái này. Hào quang nhân vật chính. Đây là mô hình nhái dùng để trưng bày. Hình dáng giống y chang hàng xịn. Vậy nó có công năng không? Yên tâm, 10 công năng chính mới nói vừa nãy, nó không có cái nào hết. Nhưng dùng để làm màu thì đủ rồi. Thần tượng còn sống gì? Đi, mau đi xem. Đừng làm mất mặt. Cậu nói năng tử tế, đừng động tay động chân. Ngô Tà, tôi là thần tượng của anh. Không phải, anh là fan của tôi. Cuốn nào của đạo một bất ký tôi cũng đọc. Tiên đọc nhanh quá, được gặp rồi. Cảm ơn. Các anh là chung cư vui vẻ đúng không? Chung cư tình yêu. Công cụ tình yêu. Đúng là công cụ vui vẻ. Em có thể chụp một tấm ảnh cho anh không? Tốt quá. Nào chúng ta cùng chụp ảnh, kích động quá. Tốt quá, cảm ơn. Chúng tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Yêu anh, xuống mộ nhớ chú ý an toàn. Không giống lắm so với tôi tưởng tượng. Bản nâng cấp mà. Còn có cả phụ kiện kìa. Hiện giờ nhìn tôi có ổn không? Ngầu lắm luôn đó. Đó là món gì vậy? Đeo lên nhìn cứ như thiểu năng ấy. Sơ sài quá. Hàng xịn mà chở hơi như vậy, hàng nhái chắc khỏi nhìn luôn. Mở ra xem đi. Nhanh lên. Còn có cả sách hướng dẫn. Hàng nhái tốt hơn hàng thật nhiều. Không thể nào. Đúng vậy, chuyện gì thế nhỉ? Mọi người nghe tôi nói, của họ là giả, của chúng ta mới là thật. Sao có thể? Lẽ nào mọi người không muốn thử cảm giác làm nhân vật chính? Giỏi giỏi giỏi. Đời đã. Tức là chúng ta mang hào quang của người ta. Kệ nó đi, cứ mang trước rồi nói sao. Chỗ này không thể ở lâu, mau rút thôi. Thứ này có tác dụng không? Không xuất hiện vấn đề gì chứ? Về chung là biết mà. Xem tôi xử đẹp những ngày tháng nhàm chán thế nào. Hào quang nhân vật chính tiến lên.
走走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 
Lễ hội đạo mộ luôn luôn là lựa chọn tốt nhất của bạn. Thế giới đạo mộ bút ký, nhà họ Ngô, lão Cửu Môn, tiểu tam gia. Cuối cùng cậu cũng về. Nhà có khách à? Sáng sớm đã đến rồi, đang bái tế linh đường lão gia. Là ông hai của cậu, ông mắng người đó hả? Ông hai, ông muốn nói quàng. Cậu có ông hai từ hồi nào vậy? Chưa nghe cậu nói bao giờ. Ông ta không phải thân thích của tôi. 30 năm trước ông ta từng là đồ đệ tâm đắc của ông nội tôi. Đáng tiếc quá ích kỷ. Khi đào mộ chị Minh Khiến mà hại chết đồng môn, bị ông nội thanh lý môn hộ, từ đó ra nước ngoài. Từ nhỏ ông nội đã dùng ông ta làm tấm gương phản diện để giáo dục tôi. Con người có thể thay đổi mà. Cháu trai, xin lỗi, đợi cháu nửa ngày nên đói quá. Vì nhiều màu của Trường Sa không thay đổi chút nào. Cháu lại béo lên rồi. Ông là ông hai của cậu ấy. Không cần gọi tôn trọng như vậy, cứ gọi tên ta, Hoàng Hắc Hồng là được. Cũng có thể gọi nghệ danh của ta, Lão Bạch, hoặc tên tiếng Anh, Green. Ông là chim công mà. Sao mà lắm màu thế? Ngồi xuống nói. Gần đây ta thành lập một công ty thiết bị thám hiểm, phát triển sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt muốn tạo phúc cho ngành đạo mộ. Cháu làm đại diện thương hiệu cho ta, chúng ta hợp tác một ven, trái hợp kết minh thế nào? Chẳng phải ông dẫn về đạo mộ đó sao? Ta đoán cả thế giới đều rất muốn biết phía sau cửa thanh đồng của chân đỉnh thiên cung có bí mật gì. Ta có công nghệ cộng thêm năng lực của cháu, nhất định hoành tráng. Cháu không đạo mộ nhiều năm rồi. Nói thế nào Ngô gia cũng là danh môn đạo mộ. Năm xưa ông nội chị nghèo nên mới đạo mộ bất đắc chỉ. Cháu nghĩ ông ấy nhất định không muốn có thêm nhiều người mạo hiểm gì tham. Có những mối làm ăn không bàn được. Lão đệ, cân nhắc chút đi. Nghĩ xong thì liên lạc với ta. JD. Mấy ông của tập đoàn Kinh Đông mà. JD nghĩa là quật đất. Công ty của ta tên là công nghệ quật đất. Sắp tới sẽ có cuộc họp báo nho nhỏ giới thiệu sản phẩm mới ở núi Trường Bạch. Sảnh thì đến góc chui nhé. Núi Trường Bạch, thiết bị đạo mộ mà ông ta mới sáng chế nhất định là nhằm vào cửa thanh đồng. Chúng ta phải mau chóng tìm ra cách đánh thức linh hồn hộ lăng. Đừng nhắc nữa, các anh em ngày nào cũng nghĩ chuyện này đến mức điên luôn. Tối qua tôi còn mơ thấy một giấc mơ. Tôi mơ thấy ba anh em chúng ta đạt được một giải thưởng rất ngầu, tức khắc có thể đánh thức linh hồn hộ lăng. Có điều thứ này nhìn hơi quê. Giải thưởng gì? Tôi mơ thấy cậu đeo một cái vòng nhựa trên đầu. Cái loại nhìn quê ơi là quê, lấp la lấp lánh. Cái vòng kẻ đó tên là Hạ Quan Nhân Trực Chính. Sao cậu biết? Tôi cũng mơ y hệt anh. Kỳ quá vậy. Tôi thử xem liệu có thể dùng Hạ Quan Nhân Trực Chính này để mở bí mật của linh hồn hộ lăng không. Ngô Tà, thực ra cậu đeo cái đó cũng không khó coi lắm đâu. Thật đó. Ngô Tà. Lễ hội đạo mộ thường niên, lẽ nào đây chính là thế giới đạo mộ bút ký? Hả?
Làm sao tôi biết được mang hào quang của người ta thì sẽ đến thế giới của người ta? Tăng Tiểu Hiền, em biết ngày nghe theo anh sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Thôi rồi, đi nào. Thang máy không phản ứng, chúng ta không chạy được rồi. Có thể gỡ hào quang ra không? Sản phẩm một khi sử dụng sẽ tự động trói buộc, chỉ khi người sử dụng chết thì mới có thể gỡ xuống. Vậy phải làm sao? Không sao, mang hào quang nhân vật chính thì nhất định sẽ có cốt truyện chính diễn ra. Lẽ nào đó chính là cốt truyện chính? Đẹp trai quá. Đi thôi. Tránh sĩ Phan Mạng, hai tên lần đầu gặp mặt anh đã lấy đao chém tôi, có phải quá vô lỗ không? Giết cậu, lấy lại hào quang mới cứu được Ngô Tài. Rồi anh, tôi là Trương Chỉ, tôi là luật sư đại diện cho anh Tăng. Mọi người đều là người mình, nể mặt nói chuyện đi, được không? Người mình. Vậy tôi xuống tay nhanh gọn chút, đắc tội rồi. Giúp gì? Chị có quái gì mà mình lại tự động đỡ đau? Xảy ra chuyện gì vậy? Là hào quang nhân vật chính. Thật sự sẽ có đồng đội tới bảo vệ à? Nhiều chuyện. Tôi nói tôi cũng không muốn, anh tin không? Đi thôi. Người tiếp theo. Lữ Tử Kiều, anh làm gì vậy? Anh là nhà tuyển dụng đó. Nhà tuyển dụng. Nhẹ tiếng thôi. Đây là vỏ bọc của anh. Này, lúc nào rồi? Mọi người xong chưa? Tại sao mình lại ở đây? Tử Kiều, sao vẫn còn? Nhất Phi, mau chạy đi. Anh đẹp trai quá. Hoành tráng chưa? Mì đến từ Tứ Xuyên, muốn đánh thì cứ đánh. Mình là một gia đình. Tức là mấy người đều có hào quang nhân vật chính, chỉ cần có một người gặp nguy hiểm, những người khác sẽ tới đỡ đau.
Mà này, rốt cuộc tại sao anh phải chém chúng tôi? Các người lấy mất hào quang nhân vật chính của Ngô Tà, gây ra quả lớn. Nghe nói cháu trai của ta bị bệnh, ta tới để thăm. Làm bộ làm tịch, hai người muốn đánh đổ cái bệnh viện à? Chúng tôi là người nhà bệnh nhân. Đúng, người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân tỉnh rồi, chấn thương não cấp 3, kèm theo hậu di chứng. Hậu di chứng? Không phải mất trí nhớ đó chứ? Mất trí nhớ, anh nghĩ gì vậy? Xem nhiều phim Quỳnh Giao quá rồi à? Hậu di chứng kiểu này gọi là mất trí nhớ có chọn lọc, rất hiếm gặp. Bác sĩ, thế nào là mất trí nhớ có chọn lọc? Chính là anh ta nhớ cái này không nhớ cái nọ, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hai người phải kích thích anh ta, giúp đỡ anh ta tìm lại ký ức. Vậy người nhà phải làm những gì? Đúng vậy. Lâm sàng chứng minh phương pháp vật lý này sẽ có tác dụng. Ta là Nhĩ Khang đây, Tử Chi. Sao nàng không nhớ ta nữa? Tử Chi? Thì ra là lắc mạnh là động từ. Thiên Chân, mau nói cho tôi biết cậu nhớ cái nào, không nhớ cái nào. Yên tâm đi bàn tử, tôi nhớ các anh mà. Ông là ai? Cháu không nhớ ông hai của cháu nữa sao? Nhớ ra rồi, ông là ông hai của tôi, đến tìm tôi hợp tác. Hợp tác cái gì? Đạo mộ đó. Đạo mộ? Phạm pháp đó. Nói hay lắm. Anh là ai? Tôi là anh em tốt của cậu, Trương Bàn Tử. Anh là Trương Bàn Tử, ông là ông hai. Chúng ta là người một nhà, nhớ ra thì tốt. Đi, về nhà thôi. Về nhà làm gì? Tôi phải đi tìm Tĩnh Dương. Ngài là vị nào? Ta là tông chủ Trang Tả Minh, Mai Trường Tô. 10 phút sau, phương pháp vật lý cho ông hai nhà cậu đang chơi vào máy giấy mà. Bác sĩ, đâu rồi? Có ngon thì đừng đi. Não cháu hỏng rồi, không được đi. Tôi không sao. Vừa lắc mạnh xong, lại đến dư chấn. Ông hai, cháu là Ngô Tà. Để cháu ra chuyện, cháu phải đến chân đỉnh thiên cung hoàn thành sứ mệnh của mình. Trùng hợp vậy, ta cũng muốn đi. Ông cũng có sứ mệnh. Ông nội của cháu là sư phụ của ta. Ông ấy kêu ta nhất định phải giúp cháu, cùng nhau chấn hưng lão cửu môn là sứ mệnh của chúng ta. Cháu là người đạo mộ, sứ mệnh của cháu chính là đạo mộ. Ta lập nghiệp ở nước ngoài bao năm, chính là để ngày hôm nay ta có thể giúp cháu, báo đáp ân tình ông nội cháu đối với ta. Cháu trai, chúng ta hợp tác đi. Đưa nó đi, ta muốn cất kỹ. Đợi bạn tử gọi bác sĩ tới. Quảng Hắc Hồng đã đưa Ngô Tà đi rồi. Tôi hay tin tới đây đợi thì gặp phải mấy người. Ý của anh là Ngô Tà vì mang hào quang giả nên bị bại não. Hào quang nhân dịch chính ban đầu của cậu ấy đã tiêu hao hết. Suy nghĩ về bí mật của linh hồn Hồ Lăng khiến não của cậu ấy quá tải. Xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Đúng, đây là lỗi của anh. Tôi biết mình có lỗi, bởi vì từ trước đến nay chúng tôi đều bị người khác coi là kẻ thất bại, là kẻ vô hình, còn cả diễn viên quần chúng nữa. Chúng tôi cũng chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm nhân vật chính một lần mà thôi. Ngô Tà, anh ấy có thể tùy ý đi mạo hiểm, chính mình đi thực hiện, còn chúng tôi luôn bị mắc kẹt trong hiện thực. Như vậy công bằng sao? Không có ai. Trời sinh đã là kẻ thất bại. Không có ai. Sinh ra đã là đê trừ. Nếu hào quang nhân vật chính đã ở trong tay chúng tôi, cùng lắm chúng tôi sẽ lấp hố cho. Hãy để chúng tôi giúp anh tìm về linh hồn Hộ Lăng, trả cho một kết cục viên mãn. Nó hay lắm. Mà phát biểu của nhân vật chính, tiểu ca ca cũng chỉ đành như vậy. Vậy mới đúng chứ, tốt quá, người một nhà mà. Này tôi nói, chúng ta phải làm sao để cứu Ngô Tà? Tôi cho các người 3 phút thay quần áo. Núi Trường Bạch, lát nữa Hoàng Hắc Hồng sẽ đưa Ngô Tà đến đây để giới thiệu trang bị đạo mộ mới nhất của ông ta.
Hiện trường lắm tai mắt. Chúng ta nên giả trang thành kẻ đạo mộ trà trộn vào trong, cứu Ngô Tà ra. Buổi họp báo sắp bắt đầu. Mời mọi người nhanh chóng vào trong. Chào mừng đến với buổi giới thiệu sản phẩm mới của công nghệ quật đất. Ngô Tà đang ở trong đó. Chúng ta phải cứu cô ấy ra. Còn đợi gì nữa? Chờ lấp hố thôi. Đợi đã. Giờ tôi hối hận còn kịp không? Còn kịp. Bình tĩnh. Có người làm rớt ý, chắc chắn người bị mất rất lâu nóng. Tử Kiều, cậu cùng tôi đợi người bị mất được không? Không phải anh là mắt chứng kỳ quản đó chứ? Hay là một người chờ trước, chúng tôi lập tức tới, được không? Các quý ông, quý bà, long trọng mời đại đương gia lão Cửu Ngô, đại sứ thịnh tượng của công nghệ quật đất, anh Ngô Tà. Cậu đúng là thanh niên tốt, nhặt tiền không tham nhỉ? Quá khen. Thôi đi, cậu đáng sợ thì có. Chợ ở cửa thì không gặp được cốt truyện chính đâu. Thay đổi phong cách. Tôi khẽ tiếng, không tranh giành. Xin lỗi, anh có thấy một cái ví tiền không? Anh tiền cái này đúng không? Chính là nó, cầm đi. Giờ có thể làm việc chính rồi. Đừng. Làm sao cậu chứng minh được anh ta là người bị mất? Bên trong có chứng minh thư. Tôi là nhân viên quản lý phòng trật tư, phụ trách vận chuyển cơ mật tối cao. Cho buổi họp báo lát nữa. Chứng minh thư cũng làm giả được mà. Tôi có thể chứng minh thân phận. Thế nào? Cái này chính là cơ mật tối cao. Vậy mà cũng gặp được cốt truyện chính. Anh ta là NPC ẩn giấu à? Đừng nhắc nữa. Tôi đi vệ sinh một lát. Giúp tôi coi một chút. Đừng để người khác vào. Tôi đi lát sẽ về. Chào mừng đến giới trẻ quật đất số 1. Xin hãy xác nhận thân phận người lái. Ai đang nói vậy? Tôi là trí thông minh nhân tạo PG12138. Xin xác nhận thân phận. Cậu khởi động nó rồi. Tôi có đâu. Trước khi xác nhận thân phận tôi sẽ không khởi động nhé. Vậy sao tôi lại cảm thấy đang chuyển động? Bởi vì chúng ta đang ở trên giá nâng mà. Đồ ngu. Xin xác nhận thân phận. Xin xác nhận thân phận. Xin xác nhận thân phận. Cứu tôi với. Tiếp theo xin mời kẻ quật đất số 1 và nhà sáng chế của nó, ông Hoàng Hắc Hồng. Phương án giải quyết việc phòng thủ trong đạo mộ, kẻ quật đất số 1. Thân xác kim loại nhiệt độ nóng chảy, kết cấu hai lớp nổi trên nước, chống rung lắc. Lăn thế nào cũng không rớt ra. Bảo vệ an toàn 360 độ cho bạn. Cho Tử Kiều với Tiểu Hiền mau qua tập hợp. Trương Khởi Linh đâu? Không biết. Anh ấy nói anh ấy đi bay rồi. Mất tích là chuyên môn nghiệp vụ của anh ta. Mất tích rất bình thường. Lữ Tử Kiều, anh đang ở đâu vậy? Anh cũng chịu. Anh biết không? Phản diện công bố một quả. Xin xác nhận thân phận. Im đi. Họ ở trong quả cầu. Chúng tôi đã sáng chế kẻ quật đất số 1. Để theo đuổi sự hoàn hảo, chúng tôi đã ngầm tu sửa. Không sai. Nhân vật chính thực sự của hôm nay là kẻ quật đất số 2. Kẻ quật đất số 2 thiết kế hoài cổ, phá lực cực mạnh, phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, khiến hành trình đạo mộ của bạn không chịu cản trở được. Mọi người bị tại não hết rồi, làm sao đây? Tôi có câu hỏi. Thứ này chỉ là đồ triển lãm mà thôi. Ngoài trừ đẹp, chúng tôi chúng không biết tính thực dụng của nó ra sao, đúng không? Đây chính là điều tôi muốn nói tiếp theo. Anh Ngô Tà,
sẽ đích thân sử dụng kẻ quật đất số 2 để sang bằng chân đỉnh thiên cung, phá giải bí ẩn ngàn năm của cửa thanh đồng. Đó sẽ là màn trình diễn đầu tiên trong nước của công nghệ quật đất. Chị thì có liên quan gì đến chúng tôi? Lại hỏi đến trọng điểm rồi. Kẻ quật đất số 2, mọi lợi nhuận xuống mộ lần này sẽ được chia toàn bộ cho mọi người. Thánh đơn hàng nha. Không phải anh là tay trong đó chứ? Tôi phản đối. Mọi người, bí mật cửa thanh đồng chỉ đem lại tai họa lớn hơn thôi. Tuyệt đối đừng để lão già tóc trắng này mê hoặc. Xuống đi Ngô Tà. Chỉ là mất trí nhớ, bị họ bắt cóc. Yên tâm, tôi sẽ lập tức lắp cho cậu ấy trở lại. Buổi họp báo hôm nay, tôi còn có một tiết mục đặc biệt, phá hủy kẻ quật đất số 1 trước mặt quần chúng, để thể hiện lòng quyết tâm theo đuổi sự hoàn hảo của chúng tôi. Chúng ta hãy cùng đếm ngược chỉ sự xuất hiện của chu quật đất mới. Hệ thống chủ khí khởi động. Lữ Tử Kiều, anh nghe thấy không? Quả cầu quan sát bị hắn bắn nổ đó. Cái gì? Xin xác nhận thân phận. Mày đúng không phải trí thông minh nhân tạo? Tao thấy mày là trí thông minh nhân tạo thì có. Mở mắt ra xem, mày sắp to rồi. Khởi động chế độ quan sát. Kệ nó, xác nhận thân phận. Chế độ điều khiển bàn tay, khởi động. Chơi kiểu gì? Còn nghĩ hả? Lan đi, tôi không biết. Bắt đầu tấn công. Là bên trái, bên trái. Cảnh báo, điều khiển từ xa mất kết nối. Đang kết nối lại. Ngô Tà, Ngô Tà. Mau lên đi, xử lý bọn chúng. Chào mừng đến với bất động sản chứa mộ, cho dây tín dụng, chọn mộ. Bác Tài, đợi giới. Anh Hùng ra tay giúp đỡ. Chương Mộ cảm kích không thôi. Mấy người ở đơn vị nào đã gần gũi thế này rồi, không cần bắt tay SVChat đâu nhỉ? Chìa khóa gì chúng ta không chuyển động? Mau chuyển động đi. Tôi không chế được cái bóng điều khiển. Để tôi mò được. Cùng test thử xem. Đừng cử động, đó là đi của tôi. Chẳng phải anh là tài xế nhà nghề sao? Có biết lái không vậy? Đừng ồn. Chế độ tự động tấn công khởi động xong. Nòng pháo chính sẵn sàng. Bắn. Surrender immediately.
Tiểu ca ca, may là có anh. Đẹp trai quá. Này, anh mới là công thần. Anh ta toàn mất tích, không biết đi bay ở đâu luôn. Anh ấy không đi bay thì làm sao kiếm được máy bay? Tiểu ca ca, anh ngầu thật, không biết lái nữa. Tôi bật chế độ tự lái đấy. Đường về trong não được sửa xong, quét sóng não bình thường, tắt chế độ trị thương. Bàn tử, Mục Du Bình, tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Họ là ai? Gặp qua rồi, sẵn thì tới ngồi nhé. Mấy người bạn cùng tới Tháp Lạc Ma. Tôi nhớ ra rồi, tôi phải đi chân đỉnh thiên cung. Một khi để công nghệ xấu xa của Quảng Hắc Hồng vào cửa Thanh Đồng, bí mật của Trung Cực sẽ dẫn đến tai nạn lớn hơn. Những người trong ngành sẽ bị lòng tham của mình hại chết. Đây chính là sự trả thù của ông ta dành cho ông nội và lão cửu môn. Logic dễ hiểu, nó năng lưu lắm, không đi. Cách duy nhất trước mắt là vào cửa Thanh Đồng trước một bước, tìm ra cách để đánh thức linh hồn Hộ Lăng. Anh là nhân vật chính, lúc nguy nan nhất định sẽ có cao thủ tới trợ giúp. Chúng tôi sẽ đi cùng anh tới khi qua ải mới thôi. Mấy người là cao thủ, đến lúc nói với cậu sự thật rồi. Những người bạn này đều không phải người bình thường. Ví dụ cậu ta, đến người bình thường cũng không bằng. Kẻ địch quá mạnh, trừ phi bậc hát, nếu không tất cả đều vô ích. Tôi tìm một người có bậc hát cho anh xem. Tăng Tiểu Hiền, anh muốn bị đê trừ mãi không? Anh muốn chứng minh bản thân không chỉ là kẻ thất bại không? Anh muốn chứng minh mình có năng lực sáng tạo ra một kết cục mà mình mong muốn không? Vậy thì nhịn đi. Nói thế nào? Chuyện đó có ai ngờ. Mấy người không nói được. Chị quá gì đánh tôi. Dừng tay. Tôi thử xem. Mời. Qua đây. Đúng là không phải người. Cậu ta là thiên sứ bậc hát. Có chúng tôi, hố lớn lên mấy cũng lắp được. Cực một phen. Thân phận của mấy người đó đã tra ra chưa? Sếp, không tra được. Chỉ biết máy bay của chúng đi về phía chân đỉnh thiên cung. Buổi họp báo của ta còn nữa sao? Ngô Tà, chúng ta gặp chướng mộ Tam Thánh Sơn, nơi tọa lạc chân đỉnh thiên cung. Anh nói linh hồn Hộ Lăng này rốt cuộc phải tìm ra sao? Linh hồn Hộ Lăng là kẻ bảo vệ cuối cùng của cửa Thanh Đồng. Muốn triệu hồi nó nhất định phải có manh mối sau cửa. Chúng ta sẽ vào cửa Thanh Đồng phá giải Trung Cực. Phó bản này hay đấy. Dưới chân núi có một mật đạo dẫn đến chân đỉnh thiên cung. Chúng ta phải nhanh chóng đến cửa Thanh Đồng trước Hoàng Hắc Hồng. Anh ấy làm gì vậy? Núi Trường Bạch là nơi thiêng liêng, Mục Chu Bình phải tế bái trời đất, cầu mong ban phúc. Vậy chúng ta có cần lại không? Đây là chuyện quá thường đối với tôi. Yên tâm đi. Mí mắt tôi chật ghê quá. Có phải là điểm xấu không? Mắt trái chật là có tiền, mắt phải chật là có quả. Anh bên nào? Anh như vậy là phản ứng cao nguyên. Chô sụn một cái răng cũng là phản ứng cao nguyên sao? So với việc khi người xưa xuất chinh, cờ chủ soái cày, những cái này đều chẳng là gì. Anh hùng xuất chinh phải có khí thế mà, tôi cố ý làm đó. Chó ở đây cũng không biết nể mặt gì cả. Không cần cảm ơn tôi. Thân là một thiên sứ bậc hát, tôi quyết định chọn cầu lập tiên. Lúc xuống mộ,
Tôi sẽ ôm chặt đùi của cậu được chứ? Phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá. Anh làm gì vậy? Hệ thống lựa chọn một người lái chuyên nghiệp hơn để ôm đùi. Đừng làm phiền tôi xem bóng. Không khí ấm tan hết rồi. Đây là chỗ của tôi, anh đứng ra cho tôi. Đến trước từ trước biết chưa? Còn nói chuyện với tôi lịch sự chút. Bắt đầu nạp năng lượng, bật chế độ bay. Có một con đường nhỏ xuyên thẳng đến thiên cung sâu trong núi. Hoàng Lăng Đông Hạ có không ít bánh tông. Sao quyệt của Du Diên và chim mặt người cũng phải tránh xa. Quy tắc đầu tiên của ngành đạo mộ: khẽ tiếng. Không phải thể tăng cho bạn tử ở trong quả cầu đó chứ. Phải nghĩ cách cứu họ ra. Đó là gì? Đây là gì? Thử một chút là biết gì. Đừng. Thì ra đây là cái bồn cầu. Là tuyết lở, chạy đi. Đây là đâu? Hồ nước không chế sông ngầm đưa chúng ta tới chỗ sâu trong núi rồi. Không sao thì tốt. Cảm ơn túi khí của cậu. Tôi không có túi khí. Đến anh ta cũng biết bảo vệ tôi. Cậu nhìn cậu đi. Chủ nhân, hiện giờ đi thế nào? Coi như cậu thức thời. Tôi cũng chịu. Chị anh chảnh gì chứ? Chẳng phải đợi anh ta tỉnh lại. Tôi là nhân vật chính. Muốn tôi ở nơi quỷ quái này đợi không? Ít ra cũng phải cho wifi lên mạng được không? Họ sẽ không sao đâu. Chúng ta mau tranh thủ lên đường đi. Đúng không? Đi thôi. Chưa vào cửa đã lạc. Mấy người khiến tôi quá thất vọng. Đừng giận mà tiểu ca ca. Chúng em nào biết cái hồ nhỏ đó là một cái bồn cầu. Chân đỉnh thiên cung phá núi mặt hình để vận chuyển nguyên liệu. Người tạo mộ đã lợi dụng nguyên lý xin phong, khiến sông ngầm dưới đất nối liền với thế giới bên ngoài. Ai cô các vô màu linh tinh, chẳng phải các người là cao thủ sao? Mùng Chu Bình, số của mấy người này có chuyên nghiệp không? Chúng tôi có nữ tiến sĩ chuyên nghiệp, thú y thực tập chuyên nghiệp, luật sư chuyên nghiệp, ngoài trừ Tử Kiều đều rất chuyên nghiệp. Tôi cần chuyên nghiệp đạo mộ cơ. Cần chuyên nghiệp cỡ nào tôi cũng làm được. Cô là diễn viên chuyên nghiệp. Anh chuyên nghiệp là được rồi. Chúng tôi có thể học mà. Đúng thế. Đi thôi. Đi đâu? Lên lớp. Quy tắc thứ hai, ngành đạo mộ. Một khi vào mộ lớn, nhất định phải đứng ở góc đông nam, thắp một ngọn nến. Nếu nến tắt thì buộc phải đổi đường đi. Có biến. Rút lui. Như vậy là được rồi. Đây là hàng nhái bản sao qua, tượng trưng cho lửa thánh, quang minh, hòa bình, tự do. Sợ tối còn có thể tỉnh sáng nữa. Tôi không sợ tối. Nến tắt tức là có hiện tượng siêu nhiên xảy ra. Siêu nhiên? Tôi nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên rồi. Tìm vũ khí? Không phải. Tôi bắt được sóng khoai khoai rồi. Chân đỉnh thiên cung chiếc liền không cách. Thầy Tăng còn đang chế độ bạn bè. Bị kẹt, nhàm chán quá. Ai nói chuyện với tôi, cho ngay năm xu online chờ. Chết rồi, có nguy hiểm. Nhìn bối cảnh, trong sơn động lại có ánh sao. Đó không phải ánh sao.
Họ đều like hết rồi, đã kết nối cho wifi của cậu hết rồi. Cái này trùng khi khẩn cấp, anh lại lấy ra để lướt mạng. Tiền Trung Lượng đắt lắm đó. Tôi lướt mạng thì sao? Trong tay tôi còn có chương trình hữu dụng hơn. Có muốn tôi giúp cậu tăng tốc độ mạng không? WeChat không liên lạc được. Số của anh ta đang làm gì? Mau nhìn đi. Mau. Chào mọi người, tôi là Tăng Ca, mọi người có khỏe không? Đây là MC Hiền. Tôi ở đây rất ổn. Có chuyện tìm tôi thì đừng gọi điện, bắn bình luận là được rồi. Trí ngu nhân tạo này keo kiệt lắm. Hôm nay chúng ta hãy chắc việc đó được không? Có bao nhiêu đống sáng thì có bấy nhiêu con mắt. Cậu ta đang ở trong xào quyệt của Du Chiên. Mau nói cho anh ấy, mau lên, bắn bình luận. Mấy người đang nói gì vậy? Mấy người không biết hai chữ đó viết như thế nào đúng không? Tuy chỉ có mấy người bạn đang xem, nhưng tôi cảm thấy giống như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo vậy. MC tắt trực tiếp rồi. Làm sao đây? Không gọi điện thoại được. Không phải đấy chết thật rồi chứ. Đừng lo, còn cách cuối cùng. Cậu ta vẫn sống. Anh tỉnh lại đúng lúc quá. Đây là cái quái gì? Lăng không đáng sợ, bị người ta lăng như bóng và đáng sợ. Đây lại là đâu? Im đi. Đó là một bộ giáp. Trước ngực còn có con mèo. Là hình vẽ kỳ lân. Đây là giáp hộ lăng. Là thánh y của ai à? Tôi mới chỉ được thấy trên bức họa dưới đáy biển. Đây là minh chứng cho gia tộc Trương Khởi Linh đời đời bảo vệ cửa Thanh Đồng. Cậu đã nghe về truyền thuyết linh hồn ký tháp trên giáp chưa? Trên giáp còn có hồn mà. Làm nghề của các anh có phải mê tín quá rồi không? Cậu cảm thấy Trương gia bảo vệ mộ ngàn năm là gì mê tín à? Họ bảo vệ không chỉ chung cực trong cửa, mà còn là cả nhân loại vô tri bên ngoài. Làm ngành của chúng tôi, đèn tắt thì không mò vàng, chính là để nói với người đời sau, tham lam sẽ khiến con người mất đi tâm trí. Giáp hộ lăng có thể không đỡ được súng đạn ngày nay nữa. Nhưng mà tôi không thể để chật thần thánh như vậy ở nơi ô uế thế này. Đợi đã, để tôi đi. Bên ngoài nguy hiểm, tôi đi cho. Không, tôi đi. 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 Cảm động quá. Thôi để tôi đi cho. Được, cậu đi đi. Bỗng dưng cảm nhận được ác ý ngập tràn. Nhân loại các anh thật tà ác. Chế độ chiến đấu. Chạy đi.
Ai nói nơi này chỉ có quái thú hung ác? Anh xem rõ ràng còn có cá nhỏ đáng yêu nữa. Em coi chúng nó là thú cưng, chúng nó coi em là đồ ăn. Em một ngụm nước ngọt phun chết anh. Nơi lãng mạn thế này chỉ có anh làm cục hứng. Nơi càng đẹp càng không thể sơ ý. Tiểu ca ca, anh thật là biết nhận thức nguy hiểm. Sao vậy Thiên Chân? Sao vậy? Có phải đói rồi không? Liên tiếp như vậy rất tốn thể lực. Mỗi anh nói chuyện, anh đã thấy anh hùng nào khi giải cứu thế giới còn mang theo đồ ăn chưa? Tôi cũng hơi đói rồi, chị mình gọi đồ ăn nhé. Đồ ăn cho gấp đến mộ mà chị gọi, chúc ăn ngon. Nhớ đánh giá tốt cho em nhé. Có thể gọi đồ ăn thật nữa hả? Không đúng, tôi gọi cánh cà siêu cay cho tiểu ca ca mà. Cái này không cay, anh phải bổ sung cho tôi một phần. Để giao đơn hàng này, chúng tôi phái 8 đồng nghiệp ra ngoài. Chỉ có mỗi mình tôi sống sót đến tận đây. Phía tổng bộ đã không còn nhân viên giao hàng nữa rồi. Thôi đi, không sao. Có những đội viên đứng là mặt dày, làm hỏng hình tượng đoàn đội một cách nghiêm trọng. Ghen rồi, ghen rồi. Tôi ghen cái gì chứ? Ai nói anh, nhìn bên kia đi. Ăn chút gì đi. Đồ ăn người ta giao bằng cả tính mạng đó. Anh cũng ao một cái đi. Trước mặt hiểm nguy bốn phía, tôi thực sự không có tâm trạng ăn. Áp lực tinh thần của anh lớn quá rồi. Anh phải thả lỏng đi. Hay là thế này, chúng ta chơi trò sự thật hay thử thách đi. Thế nào, nào cùng nhau tới đi. Hai, Mỹ Gia. Em chọn sự thật. Hỏi đi. Anh hỏi đi. Rốt cuộc mọi người từ đâu tới? Chung cư tình yêu. Chúng tôi ở chung với nhau. Tuy mỗi năm luôn có hơn 300 ngày không thuận lợi, nhưng vẫn rất vui vẻ. Chúng tôi mỗi năm luôn có hơn 300 ngày chứng mộ. Có cơ hội, tôi cũng muốn thử trải nghiệm cuộc sống của mọi người. Các anh đến đi, tôi chiêu đãi các anh. Anh chẹp đi. Trương diễn mà chiêu đãi các anh. Các anh sẽ được ăn hơn 20 loại mì ăn liền hương vị khác nhau, một tuần không lặp lại. Năm. Trương chỉ, Trương ít đạt. Tôi chọn sự thật. Nếu như có thể dự đoán tương lai, anh không muốn nhìn thấy cái gì nhất? Vậy chắc chắn là rất nhiều năm sau. Tôi vẫn cứ như hiện tại, bị cuộc sống bắt cóc, ngày này qua ngày khác, là một công việc chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù tôi biết rất nhiều người đều giống như tôi, cho nên tôi rất ngưỡng mộ các anh. Tôi cũng hy vọng có một ngày tôi có thể có truyền kỳ của riêng mình. Cố lên. Tới ai rồi? Nhanh lên. Ba. Chu Chu, em chọn sự thật. Nếu như hiện giờ có một cánh cửa dịch chuyển, có thể đưa em tới bất cứ nơi nào trên thế giới, em muốn đi đâu? Em muốn đưa em tới bên cạnh bạn trai em, Quang Cốc. Em rất nhớ anh ấy. Mấy ngày nữa là sinh nhật anh ấy rồi. Em còn chưa kịp chuẩn bị quà cho anh ấy. Nói chuyện chị vui đi. Một. Nhất Vi. Chị Nhất Vi đến chị đó. Sự thật của mọi người nặng nề quá. Tôi chọn thử thách. Nói đi. Muốn tôi dùng tay không xé quá chật gì? Tay không xé quá chật thì dễ cho em quá. Hay là gọi điện thoại cho thầy Tăng chúc ngủ ngon đi. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Nhất Phi. Phi Phi. Hồ Nhất Phi. Không phải em đang chơi sự thật hay thử thách đấy chứ? Đương nhiên không phải. Tốt quá. Cuối cùng em cũng chịu cho anh cơ hội giải thích.
Anh thừa nhận anh là một kẻ thất bại. Mắt chứng trì hoãn, tim thủy tinh hay để bụng là thích giả bộ. Người như anh thật sự không biết thế nào là tình yêu. Thật sự xin lỗi. Nhưng lần này anh thật sự sẽ không trốn tránh nữa. Em gọi nhầm, cúp máy đây. Chúc ngủ ngon. Lần này mọi người vừa lòng chưa? Trò chơi kết thúc. Đi ngủ. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chúc ngủ ngon. Đáng yêu quá. Chim nhỏ, em đừng chạy. Em mù đường còn chạy lung tung cái gì? Chạy lạc thì sao? Bắt đầu từ giờ, dùng thủ ngữ. Thủ ngữ của anh học ở đâu vậy? Sao em không hiểu? Anh tự chế đấy. Em cũng tự chế. Em si mê Trương Khởi Linh đến quá đáng. Em thích cánh gà cay thì sao nào? Đi thôi, khẽ chút. Em là heo hả? Nặng như vậy. Lữ Tử Kiều, Mỹ Cha, Tử Kiều, Mỹ Cha. Thầy Tăng còn chưa tìm được. Tử Kiều với Mỹ Cha đã biến mất. Tín hiệu wifi ở đây cũng không mạnh nữa. Bùn Du Bình đi tìm họ rồi. Chúng ta sẽ gặp ở cửa Thanh Đồng. Tôi từng đến nơi này. Nơi này là cuối nguồn của sông nguồn Hộ Thành. Chân đỉnh thiên cung ở ngay phía trước. Anh làm gì vậy? Tiểu tiện. Anh tiểu tiện ở đây là bất kính với người xưa. Tôi tìm cái bình.
哎呀，别说了。哦，这什么？这是什么？麻醉镖。胡邪，Ngô Tà，mau đi đi。đi đi。Sắp tới rồi, xuyên qua địa cung Quảng Lăng Đông Hạ, cửa thành đồng ngay ở bên dưới. Xem ra chỉ có triệu hồi linh hồn hộ lăng thì mới cứu được bạn của cậu. Nhưng không qua được Quảng Lăng. Không sao, đến cửa thành đồng còn có đường khác. Chúng tự thi quyền chủ chìm dưới đáy sông nguồn hậu thành. Trương Chỉ, rắn, họ muốn làm gì? Các người hoành tráng thật đấy, phá hoại buổi họp báo của ta, bắt mất người đại diện của ta. Trước đây chúng ta có kết oán sao? Đừng giả bộ với tôi. Cứ đâm một nhát cho xong. Đừng đâm một nhát, đừng đâm một nhát. Cứ châm từng chút là được. Ngô Tài và Trương Khởi Linh ở đâu? Các người tới thiên cung làm gì? Đánh mặt chưa? Hợp tác với tôi, cân nhắc chút đi. Thấp. Chưa. Các người cứ giật điện đi, cứ giật đi. Trương Chỉ là một trang hảo hán, anh ấy tuyệt đối không khuất phục đâu. Không khuất phục đâu. Cao. Điện, điện, điện áp quá, tắt, tắt, tắt đi. Bao kéo cần gạt, kéo cần, cần, cần gạt. Cơ hội tốt, đến lượt chúng ta thẩm vấn ông ta rồi. Quả hắc hồng, các ông định phá giải bí mật chung cực sau cửa thanh đồng như thế nào? Ta muốn phát sóng trực tiếp, cho nổ cửa thanh đồng. Cái gì? Thật không nên lãng phí thời gian cho đám thần kinh các người. Đợi ta phát trực tiếp xong sẽ đến chọn xác của các người. Ông không được đi, quả hắc hồng. Có chở theo nấu tay đôi với tôi đi. Chết rồi. Đừng nói chúng ta không ra được nữa nhé. Tiểu ca. Tử Kỳ, Mỹ Gia, hết cả hồn. Mọi người đều ở đây à? Trương Chỉ còn là bị cháy nắng rồi. Sao hai người lại ở đây? Chúng tôi sao khỏi tổ chim? Đi rất xa, khó khăn lắm mới chạy tới đây đấy. Tôi mệt chết đi được. Cô hai, đều là anh đi được không? Em có đi được bước nào đâu. Tiểu ca, bà Hắc Hồng nói muốn cho nổ cửa thanh đồng. Chúng ta phải ngăn ông ta lại. Quý vị khán giả, hiện giờ chúng tôi đang trực tiếp thử sao buổi giới thiệu sản phẩm mới của công nghệ quật đất. Vị trí của tôi chính là ở trước cửa thanh đồng dưới đáy Quảng Lăng Đông Hạ. Chúng ta hãy cùng chứng kiến kỳ quan di tích chấn động nhất. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cho nổ cửa thanh đồng cho mọi người xem. Hiện giờ, lượng người xem toàn cầu của chúng ta đã vượt qua 50 triệu người.
đã chuẩn bị xong chưa? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cửa chống trộm mà. Vừa nãy chỉ thử thôi, là phương thức mở sai lầm. Muốn mở cửa thanh đồng buộc phải khởi động sát thủ của công nghệ cuộc đất, kẻ cuộc đất số 2. Hiện tại quét mã đăng ký hội chiên, số hội chiên đạt đến 10 triệu, kẻ cuộc đất số 2 sẽ lên sàn. Một phút dành cho quảng cáo. Chuẩn bị kế hoạch C. Nếu như còn không mở được thì tìm mấy chuyên gia đến giám định, nói đây là một bức tường chứ không phải cửa gì cả. Còn nữa, thủy quân để bôi đen Trương gia đã có chưa? Sếp, có người giả mặt chúng ta. Kẻ quần đất số 1. Cửa thanh đồng được kẻ quần đất số 1 mở ra. Đó cũng là sản phẩm của công ty chúng tôi. Các vị khán giả, người Hồ Lăng, Chương Mập ở đây. Chỉ dựa vào mấy kẻ các ngươi mà cũng muốn tham gia phát sóng trực tiếp. Còn có chúng tôi nữa. Nhất Phi, chúng ta thương lượng chiến thuật tiếp theo đi. Chúng ta có thể sử dụng mặt phát hiện của nhân vật chính để thuyết phục Hoàng Hắc Hồng. Anh bị ngu à? Anh đã thấy trùng cuối nằm bị diệt nhờ chỗ mồm chưa? Không thử thì sao biết được. Họ Hoàng kia, để ta tiễn người lên đường. Tay không đỡ đạn, chạy cũng được nữa hả? Ngay ra làm gì? Mau chờ tìm đáp án chung cực đi. Mọi người mau chạy đi, chúng tôi sẽ kéo dài thời gian. Thêm một người thì thêm một chút thời gian. Bốn người họ tổng cộng kéo dài được 2 giây. Chẳng phải đã nói nhân vật chính có định luật bất tử sao? Tại sao lại như vậy? Có thể 6 người chúng ta chúng không phải nhân vật chính duy nhất. Đại kết cục hy sinh mới là mô tiết thường gặp. Sao anh không nói sớm? Thôi đi, Mỹ cha, đưa tay cho anh. Đây chính là chung cực. Chỉ quái gì ở đây lại có một cái cây. Anh không thấy nó giống thứ gì sao? Giống quá. Giống quả ốc chó. Là ốc người. Tôi biết thế mà. Nếu như tôi là anh thì sẽ kết nối với wifi trên cây, biết đâu có thể đọc được cái gì.
đang tìm kiếm dữ liệu. Ai muốn biết bí trường sinh, hay là muốn xem tận cùng vũ trụ? Tôi muốn tìm linh hồn hộ lăng đi cứu người. Cái này trước mắt không tìm ra. Cái gì? Đi. Tên nhóc Trương gia tìm được chưa? Chuẩn chưa? Chủ nhân, cả cái cây này cũng không có đáp án anh cần. Không thể nào, nhất định bỏ sót chỗ nào đó. Đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của nơi này rồi. Ngoài trừ cái cây này với cái hố kia, ở đây không còn gì khác. Hố? Kỳ quái chị, ở đây là có một cái hố. Không loại trừ khả năng đáp án ở trong hố. Cả cái não to như vậy cũng không có đáp án tôi cần. Hiện giờ còn nói cho tôi đáp án ở trong hố. Não cậu có hố hả? Hố não. Hố não. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu hết rồi. Giáp Phi, Giáp Phi, mở cửa ra. Anh hiểu rồi. Anh hiểu hết rồi Giáp Phi. Em tỉnh lại đi. Anh hiểu rồi. Trung cực thực sự chính là hố não của Nam Phái Tam Thúc. Giáp Phi, em trúng đạn à? Giúp Phi, em sao rồi? Giúp Phi, đồ ngốc. Anh tưởng rằng em biết tay không đỡ đạn thật à? Chẳng phải anh vẫn nói đây là một giấc mơ sao? Coi như giấc mơ của em đến lúc tỉnh rồi, nên rút lui rồi. Đều là lỗi của anh. Đều tại anh lấy đi hào quang nhân dịch chính. Anh không nên cậy mạnh. Anh không nên kéo mọi người xuống nước. Anh còn chưa hiểu sao? Cho dù không có hào quang, em cũng sẽ đỡ viên đạn đó cho anh. Em thực sự muốn nhìn thấy một kết cục tốt đẹp. Đừng để em đợi lâu quá. Chúc ngủ ngon. Nhất Phi. Nhất Phi. Nhất Phi. Chủ nhân, anh muốn làm gì? Nếu như đây là mơ, tôi nên tỉnh lại rồi. Nếu không phải, một kết cục dở tệ thế này, tôi không chấp nhận. Nói với Ngô Tà, tôi đi lấp hố, tìm một kết cục tốt đẹp về cho anh ấy. Tôi đang ở đâu? Bệnh viện. Nghe nói anh uống rượu say, đi vào thang máy đang sửa chữa, ngã từ trên cao xuống. May thay chị chấn thương não. Giúp Phi đâu? Tử Kiều cho mấy người nữa đâu? Còn cả Ngô Tà, Bàn Tử, Trương Khởi Linh. Anh muốn nói mấy nhân vật chính trong Đạo Một Bút Ký chính là họ. Tôi cướp mất hào quang nhân vật chính của họ. Tôi làm loạn thế giới của họ. Tôi còn hại chết bạn của mình. Yên tâm dưỡng thương. Bạn của anh sẽ đến thăm anh thôi. Hiện giờ họ đang quyết chiến ở cửa thang đồng, tôi phải đi giúp họ. Quyết chiến cũng phải đợi khỏe lại mới đi được. Những gì tôi nói anh đều tin à? Tin. Bệnh nhân chấn thương não nói gì cũng phải nghe theo, như vậy sẽ khỏe lên nhanh hơn. Cậu bạn, xem ra cậu rất quen thuộc với tác phẩm của tôi.
Nam phái béo chết là Nam phái Tam Thúc. Sao ông lại ở đây? Trầm cảm. Gần đây viết không ra, giả bệnh trốn một hồi, viết không ra. Cái hố não đó quả nhiên là của ông. Đều là chuyện tốt ông gây ra. Ông có biết tất cả mọi người chất giả như nào để đưa tôi đến cửa Thanh Đồng muốn tìm ra bí mật của Chung Cực? Nhưng phía sau cửa chẳng có câu hỏi gì cả, chỉ có hố não của ông. Ông đừng nói với tôi ông còn chưa nghĩ ra. Chấn thương não của cậu nghiêm trọng thật đó. Có điều cái hố cửa Thanh Đồng lớn quá. Đúng là tôi chưa nghĩ ra. Ông đào hố không lấp, ông sẽ bị sét đánh đó. Cậu tưởng tôi muốn à? Tôi cũng là người bình thường, năng lực có hạn thôi. Người bình thường. Ông chính là một tên béo chết tiệt. Ánh mắt ông đờ đẫn, ông không thích tập gym, ngày nào cũng chết chí trong nhà, chịu xem tiểu thuyết trên mạng, chịu xem phim ngôn tình. Nhưng ông đã sáng tạo ra thế giới đạo một bút ký. Người bình thường cũng có thể tạo ra kỳ tích. Ngô Tà, anh ấy muốn đánh thức linh hồn Hồ Lăng để bảo vệ cửa Thanh Đồng. Là tôi đã cướp đi học khoa nhân vật chính của anh ấy, nhưng họ chưa bao giờ muốn rút lui. Họ khiến tôi biết được thế nào là nhân vật chính thực sự. Ông là thượng đế của họ, ông nhất định phải làm gì đó. Ông phấn chấn lên, ông phấn chấn lên đi, phấn chấn lên đi. A Tam, tại sao mỗi lần cậu đặc biệt danh cho tôi đều nghe ngứa tai thế nhỉ? Cửa Thanh Đồng là cái hố sâu nhất trong tất cả những cái tôi từng đào. Tôi vẫn mãi không biết phải làm sao. Nhưng những lời vừa nãy của cậu đã cho tôi linh cảm. Tôi có rồi. Ông có linh cảm rồi à? Ông biết lắp hố thế nào rồi à? Hố sâu nhất thì phải dùng cách điên cuồng nhất để lắp. Thử xem. Chủ nhân, anh thành công rồi. Cái hố đó được lắp bằng rồi. Lắp hố rồi, linh hồn Hồ Lăng sắp lên sàn rồi. Chiến ngu nhân tạo, mau đi theo tôi tham gia trận chiến cuối cùng. Đến một người sống sờ sờ cũng không bắt được. Vô dụng. Đừng có nhìn lung tung. Ta đang giảng bài. Sếp à, đừng có xây miệng vào. Đó là phép lịch sự cơ bản. Tôi về rồi đây. Hố được lóc rồi. Linh hồn Hồ Lăng có lẽ đã được đánh thức. Chủ nhân hy sinh bản thân để điện hố não của Nam phái Tam Thúc. Chuyện nhỏ, không chỉ đã đến mức hy sinh bản thân. Tôi chết từ lúc nào vậy? Từ lúc anh nhảy xuống lóc hố, tôi còn tiện tay nhặt trang bị của anh này. Lẽ nào tôi chính là linh hồn Hồ Lăng? Chứ còn gì nữa. Mọi người cũng vậy à? Không ngờ Tam Thúc lại chụp luôn hình tượng của chúng ta. Sức mạnh của Chung Cực quá lớn. Nó đã cho mọi người sống lại với danh nghĩa linh hồn Hồ Lăng. Chúng tôi là hồn ma không hiện hữu, không sợ được. Ngoài trường hù dọa cái địch ra, chúng tôi còn làm được gì? Thử cái này xem. Đây là giáp Hồ Lăng, bộ giáp tổ truyền của Trương gia chúng tôi. Linh hồn Hồ Lăng sẽ phụ thuộc vào giáp Hồ Lăng, tạm thời khôi phục thực thể, nhưng chỉ có thời gian một nén hương. Trước khi báo Kiền Lân hết tác dụng, Bàn Tử và Ngô Tà đành nhờ cho mọi người. Sự ta bộ giáp, anh sẽ mất rất nhiều máu. Đây là trách nhiệm của tôi. Một tiếng sau,
Tiểu ca ca, còn nữa không? Ngăn chúng lại cho ta. Ta đi vệ sinh. Đi, đi mau. Chủ nhân, anh cũng đi kiếm điểm kinh nghiệm đi. Tôi có trang bị gì lợi hại nhỉ? Cái phù này có tác dụng gì? Sếp, sếp, đám ma này được tăng sức mạnh ghê quá. Chúng tôi cần chi viện. Chúng tôi cần chi viện. Mấy con ma nhỏ nhoi, ta phải nghiền chết các ngươi, giống như nghiền chết một con kiến. Đi chết đi. Đánh không nổi, đánh không nổi. Bà gia không thể hiện, còn tưởng ông đây hết nha mà sống. Kéo tôi làm gì? Anh đây xử đẹp chúng ngay tức khắc. Tiểu ca, anh phun máu sống dậy rồi à? Cảm ơn thuốc bổ máu của nữ giới các cô. Tiểu ca ca, tiểu ca ca. Tử Kiều, hiện giờ biết anh ngồi chưa? Hai người đi đi, tôi gánh được. Dám động đến người đàn ông của bà, bà cho mày hồn bay phách tán. We are under attack. Drive system overloaded.
chính là lúc này. Chuẩn bị đoàn chiến. Thời khắc săn bắn. Một kích chí mạng. Warning. Badly damaged. Weapon system reconnecting. Náo loạn nửa ngày, các ngươi vẫn chưa tìm ra nhược điểm của ta. Nhưng các ngươi thì có. Thời gian một nén hương sắp hết rồi. Thực thể sắp biến mất rồi. Chỉnh bị. Chuyện gì vậy? Không khoa học, vô tà. Các ngươi hết đạn rồi. Nhưng ta thì còn đạn. Mau nghĩ cách đi. Nhưng chúng ta sắp trở lại thành kẻ vô hình rồi. Không có thực thể thì tấn công kiểu gì? Để tôi tới đi. Trí ngu nhân tạo. Lẽ nào cậu muốn tôi là người máy loại phòng thủ? Đây là trách nhiệm của tôi. Cho tôi ít năng lượng. Ông đây đặt chết nó. Tôi biết rồi. Anh lại muốn làm gì? Đừng nhiều lời, cùng tới đi. Vẫn còn hào quang nhân vật chính sao? Không thể nào. Đây không phải hào quang nhân vật chính của đầu mộ quốc ký. Đây là hào quang nhân vật chính của chung cư tình yêu. Hào quang nhân vật chính, tiến lên. Tôi cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Hãy nhớ lời thoại cuối cùng của tôi. Tôi đi chết đây. Ngô Tà, Mùn Vô Bình, chúng ta về nhà thôi. Đợi đã. Họ đâu rồi? Cậu nói ai? Tôi nhớ hình như chiều nãy có người kề ra tác chiến cùng chúng ta. Cậu gặp ma à? Nhiều năm như vậy vẫn chỉ có ba chúng ta thôi.
giấc mơ này lợi hại thật. Đừng nói dội để tôi đoán. Có phải cậu mơ thấy mình biến thành nhân vật chính của đạo mộ bút ký không? Sao cậu biết được? Có lạ gì đâu. Tôi cũng mơ thấy này. Mọi người cũng mơ thấy à? Tôi cũng vậy. Mọi người mơ thấy gì vậy? Hình như tôi mơ thấy mình đang chơi mặt trượt. Hình như tôi mơ thấy rất nhiều, rất nhiều chim nhỏ. Tôi quên kha khá rồi. Chị nhớ quả cầu của tôi suýt nữa bị đá bay. Chị mà linh tinh quá vậy. Giúp Phi, cậu mơ thấy cái gì? Hình như tôi giúp ai đó tay không đỡ đạn. Kịch truyện Thanh Đạo Mộ Bút Ký hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn đã lắng nghe. Còn 3 phút nữa. Tiếp theo sẽ phát sóng Ánh Trăng Của Bạn, Trái Tim Của Tôi, bản đặc biệt dành riêng cho bạn. Chúng ta luôn có cảm giác mình là một chiếc lá nhỏ trong một bụi hoa hồng, là một giọt nước nhỏ bị cơn mưa nhấn chìm, là bóng tối tĩnh lặng phía sau pháo qua. Chúng ta luôn ngưỡng mộ nhân vật chính trong câu chuyện của người khác. Trời sinh đã có hào quang, còn bản thân chúng ta thì lại không tìm được hướng đi trong cuộc sống. Nhưng tôi tin rằng mỗi một người đến thế gian này đều có ý nghĩa tồn tại của mình. Chiếc lá nhẹ đến mấy cũng tượng trưng cho sự dồi dào của sinh mệnh. Giọt nước nhỏ đến đâu cũng phản xạ màu sắc của cầu vồng. Đêm tối đen đến mấy cũng làm nổi bật sự rực rỡ của pháo hoa. Nếu đã đến, tại sao không thoải mái sống một hồi, nghiêm túc một hồi, dũng cảm một hồi, manh động một hồi, hưởng thụ một hồi, yêu một hồi, hận một hồi. Có thể chúng ta là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác, nhưng chỉ ít có một sân khấu, chúng ta mãi mãi sẽ đứng ở chính giữa hào quang. Đời người như một bộ phim, mỗi người đều là nhân vật chính. Hoan nghênh đã nghe Ánh Trăng Của Bạn, Trái Tim Của Tôi. Nhất Phi, chúc ngủ ngon. Thank you.